chào quý khán giả và bà con ngư dân. Trong đêm nay, tình trạng biển ít có sự biến động và từ ngày mai cùng với sự suy yếu của không khí lạnh, gió ở cả vùng biển Bắc, giữa và Nam Biển Đông, trong đó có hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều giảm dần về cường độ, phổ biến trong khoảng cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển yên ả dần trở lại sau những ngày biển động. Riêng vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển khu vực phía đông của Nam Bộ, bao gồm từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau trong đêm nay và 2 ngày tới, vẫn có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, sóng biển cao trên 2 mét biển động. Phải từ khoảng chiều tối ngày 25 tháng 2, cường độ gió ở khu vực này mới dần giảm xuống mức cấp 5 và tình trạng biển ổn định dần. Thời tiết lúc này mới ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân ở khu vực này. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay, ngày mai và một vài ngày tới, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ chuyển dần sang hướng đông đến đông nam và cường độ giảm xuống mức cấp 4 nên sóng biển không cao. Ban ngày, thời tiết chủ yếu là không mưa, nhưng về đêm và sáng trời có sương mù khiến tầm nhìn hạn chế, phần nào gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông của tàu thuyền cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân trên khu vực. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi bao gồm tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Gió đông bắc có cường độ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng. Sóng biển từ 1,25 đến 1,75 mét nên các tuyến chờ tàu đi lại khá thuận lợi. Khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau vẫn là nơi có cường độ gió đông bắc mạnh hơn cả. Tại đây trong đêm nay, ngày mai gió đông bắc còn hoạt động ở cường độ mức cấp 6, giật trên cấp 7, sóng biển cao trên 2,50 m khiến cho biển động mạnh gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu, Côn Đảo và ngược lại. Từ ngày 24, cường độ gió sẽ giảm dần và phải sang ngày 25 trở đi, sóng gió mới dần yên ả trên khu vực này. Đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc lại có thời tiết ổn định. Trong đêm nay, ngày mai cũng như vài ngày tới, gió ở khu vực này khá yếu, phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết cũng nắng ráo và tầm nhìn xa thông thoáng nên tiếp tục thuận lợi cho việc khai thác hải sản của bà con ngư dân cũng như những chuyến tàu trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.